Hello mọi người, đây là một cái camera HC2 của Viettel ạ. Hiện nay cái loại cam trong nhà HC2 này thì bên Viettel có hai cái phương thức để lắp đặt. Thứ nhất là về cái cước hàng tháng. Phương án thứ nhất là mọi người có thể đóng hàng tháng là 22.000 một tháng, vẫn như cái ngày xưa. Nhưng mà hiện nay ấy, thì cái loại 22.000 thì hình như là phải theo gói hay sao á. Gói 6 tháng là 1 năm hoặc là 18 tháng gì đấy. Tóm lại cái chi phí mà lắp đặt cái gói 22.000 này thì nó rơi vào tầm hơn 700.000 gì đấy. Đó, tất tần tật là hơn, hình như cái gói đấy là hơn 700.000 thì phải. Lâu lắm không đi lắp cái cam HC2 như này. Còn nếu mà mọi người mà mua thẳng nhá, mua thẳng thì cái chi phí lắp đặt toàn quyền mình sử dụng ấy thì sẽ rơi vào tầm khoảng 1,2 triệu. Nó sẽ bao gồm là công lắp đặt này, thẻ nhớ này, dây dự phụ kiện đấy. Hầu như là cái này thuộc về của nhà mình. Cái cam HC2 này Viettel, con này nó cũng tương tự như kiểu của con EZWiz của hãng EZWiz ấy. Nhưng mà so sánh thì con này cam HC2 này thì nó nét hơn cam EZ một chút. Cảm giác là cái con này nó nét hơn, với góc của nó rộng hơn một chút so với cam EZ. Lại tìm hôm trước đã nhá. Trước rời đây nhá. Vào mấy lần tìm rồi không thấy đâu. Hôm trước đứt cáp ở đây ấy. Đứt ở đây nhưng mà nó rơi vào cái bụi cỏ này. Rồi mất cái kìm 200.000. Ui giời. Này thì chịu chết rồi. Không biết nó ở đâu. Kim ơi về đây bên tôi. Hôm trước là treo lên cái thang ở trên này. Nhưng mà lúc trượt thang đây, cái kìm nó rơi mất, không biết nó rụng ở đâu. Chắc là mất rồi anh em ạ. Này, không có một cái sự hy vọng nào cả. Cay thật đấy. Kìm Likota anh em ạ. Kìm Likota mua đắt lắm. Mỗi một lần mua mất 200.000 cơ. Đây. Ôi dồi, cảm ơn em. Đây này anh em. Mấy hôm rồi này. Gần tuần nay rồi chứ. Đấy, quý như vàng. Đây, nó dỉ hết rồi này. Đây, cái đầu dỉ hết này. À, hay quá. Tìm lần này là lần thứ... Ôi dồi. Dụng này. Lần này thì tìm là lần thứ 3 rồi anh em ạ. Lần thứ 3 mới được. Em nó mới quay về bên mình. Ở đây có rất nhiều cam luôn anh em ạ. Ở trong này này. Đấy. Cam của công ty công trình. Bên công trình cũng có camera anh em ạ. Dây cáp đồng trục. Cầm cái khoan đi nữa. Khoan mày bắn vít. Để
để lắp được lắp một cái camera ấy, thì anh em nên chủ động cầm những cái như kiểu khoan bê tông này, khoan bắn vít này, một ít dây điện, đế của camera. Đấy. Còn mấy cái phụ kiện này nhỏ nhỏ trong camera là có sẵn rồi. Đấy, lắp camera này thì nó nhanh hơn lắp wifi anh em ạ. Nhưng mà cũng tùy từng cái camera có cái khách hàng yêu cầu về cái góc nhìn này. Để những điểm khó nó khá là mất thời gian. Nhiều khi là nó lâu hơn lắp cả wifi đấy ạ. Thôi mọi người cùng theo chân em đến nhà khách hàng nhá. Nhiều anh em thì cũng nhắn tin hỏi về cái giá của camera của Viettel. Tuy nhiên đấy thì họ khá là thắc mắc để tại sao hỏi là tại sao lại cam này so với cam trên mạng nó lại đắt hơn như vậy. Thứ nhất mọi người nhá, cái cam của Viettel nó không chênh giá là bao nhiêu đâu, nó chỉ chênh có độ tầm 300-400 nghìn cho một mắt cam thôi. Như vậy nó không phải là đắt. Nhưng ở đây đắt đấy, cam Viettel đắt nhưng mà đoạn sắp ra miếng. Anh em mua mặc đồ trên mạng thì nó rẻ hơn thật. Nhưng mà thứ nhất là anh em phải tự lắp đặt này, lắp đặt camera. Cái thứ hai anh em phải mua thẻ nhớ. Cái thứ ba nữa là anh em cũng lắp trên mạng thì anh em cũng hình dung như này. Anh em bọn tôi đi lắp đặt ấy thì nói chung là lắp nhiều rồi thì cái thẩm mỹ nó cao hơn so với anh em tự lắp, đúng không? Cái chế độ bảo hành bảo trì của Viettel thì nó cao. Anh em mua trên mạng được 2-3 hôm nó lại hỏng, anh em gửi đi bảo hành, gửi lên shop, nhiều anh em là quên mất là mình mua ở shop nào. Xong rồi gửi đi gửi lại mất đôi trăm rồi. Trong khi đấy cũng biết là gửi bảo hành thì nó có ok hơn không. Nói chung là nếu mà anh em muốn tìm hiểu thì anh em cũng nên mua trên mạng để tìm hiểu về cái camera. Còn nếu mà anh em nào không có nhu cầu tìm tòi thì anh em nên lắp camera của Viettel. Bởi vì anh em chúng tôi có cái đội ngũ theo đến từng xóm. Và hiện nay khách hàng lắp camera Viettel rất nhiều. Như tôi thì tôi đi lắp khoảng tầm 3 năm nay rồi thì lắp khoảng tầm gần 1.000 mắt cam rồi đó. Nó không phải là ít đâu. Con số khá là nhiều chẳng. Lắp rất là nhiều. Camera hiện nay thì nó là một phần của số hóa rồi. Nhiều nhà lắp để trông coi tài sản, trông coi con cái. Hầu như nhà nào cũng có 1-2 cái camera rồi. Với lại camera này cái độ ổn định của nó rất là cao. Nhiều khi wifi nó bị hỏng nhưng mà cái camera không hỏng đâu anh ạ. Vậy thôi chứ nếu mà anh em mua trên mạng thì nếu tỷ lệ của nó 70-80. Nhưng mà khi anh em lắp cái cam Viettel không ưng cái anh em có thể đổi bảo hành thôi, chả vấn đề gì cả. Anh em lại xách dép đi bảo hành cho.
sắp đến nhà khách rồi nhỉ. Ngay bên này. Nãy đi nhưng nãy còn làm mấy cái việc nhỏ nhỏ cho nên là vào hơi muộn. Anh em nào muốn lắp đặt camera hoặc là wifi thì anh em liên hệ cái số 1808119 nhá. Cái số đấy báo hỏng nhưng mà cũng có thể đăng ký được cái dịch vụ wifi hoặc camera. Hoặc anh em truy cập lên cái trang web là viettel.io.com.vn. Viettel Oninon là của công ty công trình. Ở trên công ty công trình thì bán rất nhiều đồ. Còn ở bên Viettel thì bán mỗi camera với lại dịch vụ cố định mang rộng. Ui, nhiều lắm nhưng mà tôi lại không chuyên về cái mảng đấy, không nắm được hết những cái chỉ tiêu đây. mẹ đâu rồi hả? Nó có cắn không? Đánh nó, nó cắn. Nó cắn á? Đánh nó, nó cắn. Đánh nó thì nó cắn á? Em đang ở nhà đấy. Nhà hai thằng bé con ở nhà đấy à? Vâng. À. Em đi rồi, em bảo anh rồi, hướng dẫn cho anh rồi. Biết làm không? Biết, giời, chuyên nghiệp. Cái âm thanh ok chưa? Được rồi. Còn muốn ngoan hơn thì bảo anh Đông. Bởi vì anh Đông chuyên về âm thanh ánh sáng. Thế chị nhá. Đây. Khoan. Thẻ nhớ này. Trời. Đuổi chó cho chú cái. Nó cắn chú bây giờ. Thôi. Thôi, ra đuổi chó cho chú cái. Ra đuổi nó đi. Nó cứ vào đây. Đánh đánh cho nó một trận. Chỉ muốn lắp ở đâu? Từ đây xoay ra. Khung này á? Thế phải lắp từ góc bên kia. Bên kia sẽ đẹp hơn. Ở góc này. Ở đây cũng nhìn từ đây mà. Từ từ để ngó đã. Nhưng mà chủ yếu là ngoài cổng à? Cái này nó không xoay được đúng không? Cái này xoay được. Nghe. Hay là để đây. À được. Góc bên này thì đẹp hơn đấy. Hay là đây, để đây nhỉ? Được.
Cái cam này xoay được cho nên là thoải mái hả? Cũng như wifi ấy. Ít hỏng lắm. Hỏng lúc nào thì bảo hành luôn. Đợt này còn nuôi nhiêu gà không chị? Nuôi bò á? Gà đang rẻ không có lần nào. À ngoài trời thì 1,5 triệu màu ban đêm nó có đèn ấy được không? Không đi học à? Cái này 1,2 triệu ngoài trời nó cũng chia nhau không mấy. Và bây giờ nó ấy. Oh my god. Nào, đưa đây cho chú nào. Sạc pin nữa. Ừ. Là sạc pin. Mật khẩu wifi là gì chị? Thế hôm trước em cứ tưởng nhà chị không ấy nữa chứ. Không dùng wifi nữa chứ. À. Hai sáu không bốn. 2015. Lên đến không đến tí nữa nối thêm không? Để tí em ướm xem nó góc nào nó đẹp. Chị đọc lại mật khẩu đi. 2015 à? Này này lắm cái 2015. Con này mày có thấy tao không? Có chứ. Chào nó chưa? Chào cắm chưa? Chị nãy em không muốn tắm đi bơi à? Em không tắm đi muốn bơi à? Chị nữa cơ. Can I get to wifi? Please wait. Cái này em muốn kết nối điện thoại là mình từ dưới được hay là... Chị cứ đăng ký số đi, em chỉnh, em chuyển sang cho. Ví dụ mình đổi máy thì có được không? Được, được, chị chỉ cần nhập số điện thoại của chị là được. Cứ nhập số điện thoại là được gì? Vâng, cái này không cần phải cài. Cái này nó dễ hơn cái đợt trước chị dùng. Đợt trước chị dùng là phải cài lại đúng không? Phải có một cái wifi đấy. Đúng rồi. Mấy lại cái này chị chỉ cần nhập. Cái máy đấy thôi. Chỉ cần nhập. Kết nối với cái cam này là mấy ấy được. Chỉ cần nhập mỗi cái số điện thoại là được. Máy nào cũng được. Số, vâng, máy nào cũng được. Cứ nhập số điện thoại là máy nào cũng được. Đúng rồi. Đây cao quá, tầm này thôi. Tầm này sẽ nhìn được hết này. Tầm này thôi chứ này. Đây nhá. Rồi. Bởi vì cái máy của nhà chị này nó thấp quá. Còn cao thì vẫn được nhưng mà nó nhìn nó không được xa tầm này thôi. Cái đấy mà họ bán 900 cơ. Đúng nhỉ? Mà cam đấy là cam Juicy mà.
cam đấy cam rẻ mà. Hay chị mua hai cái à? Hay một. Một cái, một cái đầm TV nó tặng. À. Nhưng còn một cái 200 tiền dùng được. Cái đấy nó không lưu. Này thì yên tâm. Lắp ở đấy nó bị khuất đâu. Không. Nó bị khuất ở ngoài đấy. Đây ạ. À? Thế thì sang bên này nhá. Sang bên này nhá. Nó lắp đấy thì nó lại nhìn bên này hơn nhỉ. Không. Không, cái góc này thì chị nhìn nó chất chất trong bên này là được. Bên này này. Anh cứ ngắm thế nào là sao được. Đây. Cái góc này đẹp nhá này. Ây da, mấy thanh niên này. Được đấy. Đâu rồi, đừng nghịch nữa. Sang bên kia đi, để chú làm cái. Rơi mất đấy. Đây, cô. Không bị để đi. Vô ra nha. Cứ để đấy. Có cần gì ổ điện nữa đâu. Chỉ muốn ổ điện làm gì? Hả? Để gọi lên đấy á. Ở trong có chỗ cắm không? Thấy có chỗ khoan kia. Thôi để tí em nghiên cứu cho. No. Học lớp mấy tuổi con? Nó học mầm non à? 5 tuổi. Lớp 5 tuổi à? Chuẩn bị lên lớp 1. Chuẩn bị lên lớp 1. Gớm nha. Chú trong kia có không chị? Đây mua hai cái nữa. Vâng. Đây mua hai cái nữa. Đây mua hai cái nữa. Mẹ ơi.
vào đến trong không? Có, dây thoải mái. Cái này nó không cần kết nối điện thoại à? Có chứ chị, phải kết nối điện thoại mới xem được chứ. À, hay nó phải kết nối cả wifi. Phải kết nối cả wifi cả điện thoại chứ. Đấy, kết nối wifi của nhà mình đúng không? Vâng. Còn nếu mà chị đấy đi đâu thì chị phải cài đúng cái tên wifi với mật khẩu của nhà chị. Có mật khẩu nhưng mà phải có điện thoại ở nhà mình cài để nhận lúc có wifi để cam chứ. Tức là chị đi đâu chị chỉ cần mang điện thoại đã cài rồi đi là được mà. Là xem được bình thường. Được, được thì chị. Nó như mấy cái. Vâng. Có một cái kia mà đang đỉnh kết nối vào đỉnh cái. Kết nối vào nó không được. Thế cái dưới này có cho ai thuê không chị? Hay là vấn đề? Anh đợt này đi làm ở đâu? À. Vâng. Đâu điện thoại đây xem cài nhá. Qua đây mang điện thoại đây chú cài nào. Ok. Mang điện thoại đây để chú cài. Bình dòng dòng là chết.
Đầu tiên được thấy này quá đấy. Đầu tiên bé này. Cái vỏ hộp đâu nhỉ? Co, tí. Vỏ hộp. Cây chân này. Nó đập vào. Đây. Ok. Rắm ở đây phải có seri 8561. Đây, vứt vào đây. Vứt vào đây này. Cậu ấy thủng mất xe đấy. Đội gà này. Đội này 27 à? Còn đấy chứ. 25, 27. Xem đi. Cái này bị ăn rồi. Cùng lứa với con nhà em đấy. Mật khẩu là gì đấy? 1510093. Lúc nào anh muốn cài thì chị bảo gọi cho em nhé. 961 3529. Mình máy nhà em không có nhà trong Nam cài được không? Cài được. Cứ nhắn tin Zalo cho em là em hỗ trợ. Đăng ký một cái tài khoản là được mà. Xong rồi em vào em cài. Mổ công nghệ. Cài công 78 7183. Mình đây dùng ít thì chẳng cần để có dây đúng không? Chỉ dùng cái này. Không, chị dùng, nếu chị lắp 1-2 mắt thì chị dùng cái cam không dây là được. Còn cam có dây, cam bộ kia thì nó mình lắp nhiều mắt thì mình mới cần. Alo. Alo, alo. Alo. Alo, alo. Đây chị nhé. Đây, kéo nó xuống đây. Đây chị vào cái phần V Home này nhá. Nếu mà chị có đăng xuất ra thì nếu mà chẳng hạn như chị có đăng thoát khỏi thì chị nhập cái số 93 của chị này. Số điện thoại. Vâng, số điện thoại của chị này. Xong mật khẩu là Yên Thủy. À cái này chị bấm quên mật khẩu đi cũng được. Chị muốn đặt mật khẩu nào cũng được.
đây chị nhá, mật khẩu xong mình tự đặt. Vâng, vâng, mình tự đặt được. Ban đầu chị mở ra như này, chị kích vào đây. Đấy, chị muốn to chị ô vuông này nhá, cho to vào. Đấy, chị đây hình loa này, loa này. Đấy, sau chị muốn xoay thì bốn bên này lên xuống trái phải này. Đấy, chị muốn quay lại sang bên này này. Đấy, đấy. Còn bình thường thì chị cứ đặt lên đằng trước thôi. Đấy. Hay là đặt như này, đặt như này được này nhỉ? Yeah. Nhìn đến cửa đấy đúng không? Vâng, đây này, cửa vào đây này. Đấy. Cửa chính này. Cửa chính này á? Cửa chính phải xoay lại một tí nữa. Nhưng mà người ta vào đây là mình sẽ thấy luôn mà. Không cho nó hạ xuống một tí. Đấy. Xin chim đã. Đấy. Còn tôi xuống không hạ được xuống nữa nhé. Đấy được mà, nó hết vòng nữa. Đây này. Đấy, từ từ. Cái này làm gì mà xuống được hẳn thế cơ, nhìn cái cửa này. Đấy lên. Cửa này á? Đấy. Đấy. Đúng không? Chị đóng cửa vào sao? Đấy, từ từ cho chú. Đây này, nó hết cửa chị đây này. Đấy. Nó xoay được hết vòng mà, đấy. Đúng không? Cửa này. Đấy. Còn bình thường người ta bước vào đây là chị đã thấy rồi. Đây này. Chị để cái góc như này thôi. Chị nâng nó lên tí. Đấy. Vào đây là mình sẽ thấy luôn. Chị muốn nói thì chị kích vào cái mic này nhé. Mic này. Alo. Alo, alo. Đấy, nói trên kia. Alo. Đấy, đấy chị cho nó sang một tí này. Alo, bà già. Đấy. Đây, nó vẫn còn quá thấp so với cây này. Không, chị bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Bỏ cái tấm đen này đi này. Nhờ. Đây, để em bỏ đi. Thôi không để ông ấy, cứ để đấy. Thế là được. Đưa đây cho chị. Đấy. Không, chị cắt mỗi một tí thôi. Đấy. Đấy. Đây chị này, đấy. Nói chung là người ta đi vẫn được một cái này sẽ thấy. Còn bên nào? Đấy, nó chụp ảnh này. Muốn xem nó lưu thì ở đâu ấy? Lịch sử xem này. Không xem này. Im để mẹ xem nó nào. Không thèm. Không cho nó. Từ đây. Không thèm. Cái bà già này không cho đâu nha bà già. Đưa đây cho chú. Đây, chị muốn xem lịch sử video đúng không? Ở đây nó toàn tiếng Việt hết nhá. Đây này, lịch sử video này. Bình thường chị đặt trước như này cho em này. Mình muốn xem ngày ấy. Được. Đây, lịch sử video nhá. Đây, cái lúc nãy, từ cái lúc nãy mình lắp đây này. Từ đầu này. Là ngày của ngày hôm nay đúng không? Đúng rồi. Ngày đúng không? Đây, ngày ở bên trên. Ngày ở bên trên nhá. Chị chọn ngày này. Nó có cái dấu chấm này là được nhá. Là nó nó đấy. Bình thường như này nó lưu cái thẻ. Nhưng mà mình muốn lưu lại ngày. Không, tức là nó có cái dấu chấm vào. Có cái dấu chấm ở dưới này thì chị sẽ xem là được ngày của hôm là ngày nó đang lưu. Cái bên này bình thường nó lưu có độ tầm 4 ngày. Còn nếu mà cho nó chuyển động thì có độ tầm 10 ngày. Đấy. Tức là ví dụ như 4 ngày là 24 giờ là nó lưu được hết cái khoảng thời gian đấy. Còn nếu mà mình để cài chế độ 10 ngày ấy thì cứ có chuyển động, ví dụ con thằng cò này đang ở đây là nó sẽ lưu. Cứ lúc con thằng cò ở đây là cứ có chuyển động là nó sẽ lưu. Đấy, thì có độ tầm chục ngày. Đấy. Đây chị chọn ngày đấy nhá. Nói chung là đang lưu chục ngày đúng không? Vâng. Đang để cho nó lưu tầm đấy. Đấy, cò vào nó sẽ có cảnh báo này. Ví dụ như có người đến nó cảnh báo ở điện thoại. Đang đây, bật cái này lên ạ.